Vào video clip trước, Tân đã chia sẻ cho mọi người cách sử dụng bộ ngữ kết quả như thế nào, đúng không mọi người? Và hôm nay video clip này sẽ nói về bộ ngữ trình độ, và Tân luôn hướng cách giảng dạy là dễ hiểu nhất có thể. Bộ ngữ trình độ sẽ nói về trình độ và mức độ của một hành động hay một sự việc. Và các bạn đừng quên, khi nói với bộ ngữ trình độ thì chúng ta sẽ nhớ đến một chữ, đó chính là chữ tớ. Trong trường hợp này không được đọc là tớ hay là tể, mà chúng ta phải đọc là tớ. Các bạn nhớ đừng quên nha. Khi nhớ bộ ngữ trình độ thì chúng ta sẽ nhớ đó. Có nghĩa là mỗi một bộ ngữ sẽ có một đặc điểm khác nhau, một đặc điểm riêng biệt. Riêng bộ ngữ trình độ, đặc điểm của nó là bắt buộc phải có từ này. Nếu như không có từ này thì không phải là bộ ngữ trình độ. Ví dụ như mình nói nhắc đến ông thầy Tân, chẳng hạn ông có ngân khẩn chẳng hạn, hoặc là tóc không hơi uống uống. Đó là cách mà để chúng ta dễ học nhất trong tiếng Trung. Zô hǎo là một ngữ kết quả, động từ cộng trong động từ hoặc một tính từ. Vậy bộ ngữ là gì? Là từ đứng sau động từ. Mà trong trường hợp từ tơ này nó là bộ ngữ trình độ, đúng không? Thì chúng ta lấy chữ cơ từ này luôn luôn đặt nằm sau động từ là đúng. Vậy chúng ta sẽ chuyển là zô tơ hǎo là động từ cộng cho tơ cộng cho động từ hoặc là tính từ. Rồi, vậy phủ định của bộ ngữ trình độ là gì? Là dùng bù. Zô tơ bù hǎo, làm không tốt. Động từ và cộng cho tơ luôn luôn đi chung với mọi người nha. Tại vì đã nói rồi, bộ ngữ là cái từ đứng sau động từ mà. Đừng quên cái cấu trúc này. Khi chúng ta dùng zô tơ hǎo má và chính phản thì chúng ta sẽ nói là zô tơ hǎo bù hǎo. Tức là zô tơ xong rồi tốt không thì chúng ta sẽ dùng là hǎo bù hǎo. Vậy các bạn biết khác biệt giữa bộ ngữ kết quả và bộ ngữ trình độ khác nhau không? Zô hǎo là làm tốt, là nói về cái kết quả của sự việc hành động. Còn mà zô tơ hǎo là nói về mức độ hay là trình độ của một cái sự việc hay là một cái hành động nào đó. Đơn giản như vậy thôi. Và rất là nhiều ví dụ khác. Xuế tơ hǎo, học tốt. Zô tơ khoai. Và các bạn đừng quên một điều. Trong bộ ngữ trình độ, cái vị trí khẳng định của nó có thể được dùng những phó từ chỉ mức độ. Ví dụ như là zô tơ hǎn khoai, đi rất là nhanh. Zô tơ phi chẳng khoai. Và khi các bạn học bộ ngữ thì các bạn rất hay, các bạn muốn nói ngược nó xuôi đều được hết. Ví dụ nói chậm thì chúng ta sẽ bình thường nói là man man shuo, là shuo sẽ đứng sau tính từ. Nhưng trong trường hợp này chúng ta vẫn có thể nói cách khác là shuo tơ man yi dian. Đó. Đấy, khi mà chúng ta học bộ ngữ trình độ chúng ta sẽ rất là dễ xử lý trong trường hợp này. Và phần nâng cao của bộ ngữ trình độ là gì các bạn? Trong trường hợp động từ mang tăng ngữ thì động từ phải lặp lại nha mọi người nha. Ví dụ như Tha tả zi tả tờ hẳn khoai, có nghĩa anh ấy đánh chữ đánh rất là nhanh. Tả là động từ, zi trong trường hợp này là một cái tăng ngữ ha mọi người. Khi động từ có mang tăng ngữ thì phải đọc lại. Tha shuo trung wen shuo de hen liu li, anh ấy nói tiếng Trung rất là lưu loát. Rồi bây giờ Tân sẽ tóm gọn lại, trong bộ ngữ trình độ luôn luôn phải có từ tơ và phủ định của nó sẽ dùng từ là từ bu. Và câu hỏi chính phản thì chúng ta dùng là động từ cộng cho bu, à là cộng cho động từ hoặc tính từ. Rồi lặp lại một ví dụ từ đầu đến cuối nha mọi người nhé. Zô tơ hǎo, zô tơ bù hǎo, zô tơ hǎo má, zô tơ hǎo bù hǎo. Không biết là mình dạng tới đây thì mọi người đã hiểu chưa ạ? Hy vọng tất cả chúng ta sẽ nắm bắt được cấu trúc này. Và chúc cho mọi người nắm bắt hết tất cả những bộ ngữ trong tiếng Trung như mọi người nhé. Và đừng quên follow các kênh YouTube, Facebook và TikTok của mình nha mọi người.